Võ sĩ Tô quá hăng, phá rào kéo đàn em lên sàn đấu hỗ trợ đại ca. Vào năm 2020, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký quyết định số 214 để đưa công tác bổ nhiệm nhân sự vào khuôn khổ. Đáng nói, quy định này ràng buộc rằng ứng viên cho Bộ Chính trị và Ban Bí thư phải là ủy viên Trung ương Đảng trong một nhiệm kỳ, chọn nhiệm kỳ trở lên. Nếu vào Bộ Chính trị thì cần kinh qua các hoàn thành tốt nhiệm vụ ở các chức lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, ví dụ như Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố, trưởng các ban, bộ ngành, các tổ chức chính trị, xã hội và trung ương như Bộ trưởng, chủ nhiệm các ủy ban trực thuộc Chính phủ, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, vân vân. Thế nhưng trường hợp ông Lương Tâm Quang được bầu vào Bộ Chính trị lại không đúng theo quy định này. Ông Quang mới chỉ là ủy viên Trung ương Đảng, chưa chọn một nhiệm kỳ. Ngoài tướng Quang thì ông Nguyễn Duy Ngọc cũng là trường hợp xé rào. Vị trí Chánh Văn phòng Trung ương Đảng được quy định trong số 274 cũng phải là làm chọn một nhiệm kỳ ủy viên Trung ương Đảng trở lên. Tương tự, Thượng tướng Quân đội Trịnh Văn Quyết cũng chưa đủ điều kiện khi được bổ nhiệm. Tuy nhiên, ông Tô Lâm đã phớt lờ quy định và ngang nhiên bổ nhiệm đàn em vào Bộ Chính trị và Ban Bí thư của Đảng. Nếu vẫn muốn đưa đàn em vào thăng tiến mà không vi phạm quy định thì ông Tô Lâm phải ký một quy định mới để thay thế quy định số 214, rồi sau đó mới bổ nhiệm. Ở vị trí Tổng Bí thư, ông Tô Lâm hoàn toàn có thể làm điều này. Tuy nhiên, ông phớt lờ ngang nhiên dẫm đạp lên đạo luật do người tiền nhiệm thiết lập để bổ nhiệm đàn em một cách tùy tiện. Thật ra, nếu làm đúng quy trình thì sẽ mất rất nhiều thời gian, trong khi võ đài thì đang rất cần người. Nếu chậm chân thì có thể sẽ bị kẻ khác nhảy vào xí phần. Vị trí của ông Lương Tam Quang rất quan trọng. Ông Tô Lâm phải vừa đánh vừa đàm, đưa ông Quang vào ghế bộ trưởng như chuyện đã rồi, sau đó buộc Bộ Chính trị phải chấp nhận. Thời điểm ông Tô Lâm cần đẩy ông Lương Tam Quang lên ghế bộ trưởng là lúc mà võ đài đấu nhau cực kỳ khốc liệt, tình thế vô cùng cấp bách. Nếu đợi để làm đúng theo quy định thì chắc chắn sức mạnh của Tô Lâm sẽ bị hóa giải, bởi khi đó ông đang ngồi ghế chủ tịch nước hữu danh vô thực. Nếu Bộ Công an bị vụt khỏi tầm tay, ông sẽ trở thành con cá trên lò nướng của các phe phái khác trong Đảng. Với Nguyễn Duy Ngọc, sau khi ông Tô Lâm thành công ngồi vào ghế Tổng Bí thư, nhưng cả dàn Ban Bí thư bên dưới toàn là đầu đàn em của ông Trọng cả. Nếu Tô Lâm không nhanh chân kéo đàn em thân cận vào vòng quyền lực thì sẽ rất bất lợi. Vị trí Chính Văn phòng Trung ương Đảng chính là tay hòm chìa khóa cho Tổng Bí thư, nên Tô Lâm không ngần ngại phá rào để kéo đàn em vào hỗ trợ cho mình. Có thể nói cho đến nay Bộ Chính trị vẫn bất lực trước Tô Lâm, không rõ hậu quả về sau sẽ ra sao. Đảng luật được lập ra để tạo rào cản, hạn chế những thế lực có ý đồ thâu tóm quyền lực. Vậy mà cả Bộ Chính trị, cơ quan quyền lực nhất thì lại bất lực trước một cá nhân. Hiện nay Hưng Yên đã có 2 ủy viên Bộ Chính trị, ngang bằng với Nghệ An và Hà Tĩnh. Nếu Bộ Chính trị không có kế sách gì để ngăn chặn thì ngay trong nhiệm kỳ này Hưng Yên sẽ có thêm một ủy viên nữa, đó là ông Nguyễn Duy Ngọc. Khi đó không biết các phe phái khác sẽ làm sao để mà chống đỡ đây. Điều nguy hiểm nhất ở Tô Lâm chính là khả năng phá luật. Một khi phá luật thành công chỉ sẽ tạo ra một tiền lệ rất xấu. Khi đó chỉ cần ông Tổng Bí thư họ Tô thích thì ông có thể triệu tập cuộc họp trung ương bất thường, bổ sung người này, bỏ người kia, lúc đó sẽ ra sao đây? Có lẽ khi đấy Đảng Cộng sản sẽ thành Đảng Hưng Yên. Quý vị và các bạn phải theo dõi bản tin Võ sĩ Tô quá hăng, phá rào kéo đàn em lên sàn đấu hỗ trợ đại ca. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của thoibao.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, thoibao.de. Ngộp thở vì bị phe Hưng Yên bức hại, tướng Tỏ cầu viện. Trong chuyến đi Chile của ông Lương Cường, ngoài những nhân vật cộm cán trong Bộ Quốc phòng như Phan Văn Giang, Phạm Ngọc Hùng, Trần Công Chính, thì người ta cũng thấy ông Trần Quốc Tỏ, Thượng tướng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an. Từ năm 2020, ông Tỏ đã được phân công làm Thứ trưởng thường trực của bộ này. Khi ông Tô Lâm lên làm Chủ tịch nước, lẽ ra ghế Bộ trưởng Công an phải thuộc về tay ông Tỏ. Tuy nhiên, ông lại bị bè phái Hưng Yên chèn ép đến mức không thể nhúc nhích được, để mà Lương Tâm Quang vượt mặt cướp lấy ghế Bộ trưởng. Nỗi uất hận này rất khó nuốt với ông tướng là em ruột của Trần Đại Quang. Hiện nay, Lương Tâm Quang muốn cơ cấu Nguyễn Ngọc Lâm và Nguyễn Văn Long và Trung ương Đảng. Hai viên tướng này đều là những cánh tay đắc lực của Tô Lâm trước đây và của Lương Tâm Quang hiện nay, mặc dù cả hai không phải là người Hưng Yên. Nếu Trần Quốc Tỏ không tìm được đường binh thì rất có thể ông phải chấp nhận bị đì đến một chỗ trước khi về hưu. Nguồn tin nội bộ cho biết gần như ông Trần Quốc Tỏ không tìm được đồng minh tại Bộ Công an. Không ai dám hợp tác với ông Tỏ vì sợ Tô Lâm. Ông Tỏ bị cô lập ngay tại nơi tưởng chừng là cái nôi của gia đình ông. Hiện nay, phe quân đội thì đang nổi lên, tranh giành ảnh hưởng với phe công an của Tô Lâm. Việc kết nối với phe quân đội để thực hiện kế hoạch trong ứng ngoại hợp với Bộ Quốc phòng, làm suy yếu phe Hưng Yên trong Bộ Công an là một giải pháp không tồi trong lúc này. Hiện nay, Tô Lâm đang nắm rất chắc Bộ Công an và nắm một phần Bộ Quốc phòng thông qua hai tướng Hoàng Xuân Chiến và Nguyễn Hồng Thái. Nếu liên minh Phan Văn Giang và Lương Cường kết hợp với Trần Quốc Tỏ thì lúc ấy phe quân đội sẽ có người của mình trong Bộ Công an, cân bằng với phe Hưng Yên của Tô Lâm. Và Trần Quốc Tỏ chính là nhân tố dẫn đường cho phe quân đội bành trướng vào Bộ Công an. Ông Tỏ gần như không có thể bám trụ nếu chỉ tìm kiếm đồng minh trong Bộ Công an. Hiện nay đàn em của Tô Lâm và Lương Tam Quang dày đặc ở các địa phương lẫn các ban bệ trong bộ này. Nếu Trần Quốc Tỏ không thoát ra ngoài cầu viện thì liệu ông có thể đứng vững được nữa hay không? Có thể nói ông Tỏ đang đứng trước lựa chọn hoặc là liên minh với phe quân đội hoặc trở thành miếng thịt tươi trong miệng cọp dữ. Trong Bộ Công an nhìn đâu cũng thấy người của phe Hưng Yên. Hiện nay Bộ Quốc phòng là nơi duy nhất có khả năng cân bằng quyền lực với phe Hưng Yên. Tuy nhiên đấy mới chỉ là có thể, để đi đến chắc chắn thì còn cả một đoạn đường. Một đoạn đường này xa hay gần phụ thuộc vào thiện chí của hai ông đại tướng quân đội. Quân đội có trở thành một khối được hay không thì chúng ta cũng còn phải chờ xem. Chuyến đi Chile của ông Tỏ cùng các tướng lĩnh quân đội tháp tùng chủ tịch nước được xem là nước cờ táo bạo, và có lẽ đây là nước cờ khả dĩ nhất để ông Tỏ tìm kiếm thế lực dựa dẫm. Tuy nhiên với hành động này rất có thể ông Tỏ lại chọc giận Tô Lâm và đàn em của ông. Ông Tỏ cần phải chuẩn bị tinh thần để mà đối phó. Thuận lợi cho ông Tỏ là các phe trong quân đội đang nỗ lực để hạn chế sức mạnh của Tô Lâm. Họ cũng rất cần người của Bộ Công an hậu thuẫn và không phải ai cũng thích hợp hơn ông Tỏ trong lúc này. Hiện ông Trần Quốc Tỏ đang cố vùng vẫy, nhưng liệu ông có thoát được gọng cùm do Tô Lâm và Lương Tam Quang bổ vây hay không thì chỉ có thời gian mới có thể trả lời. Nếu ông Trần Quốc Tỏ cầu viện và thoát hiểm thành công thì chính trường sẽ có nhiều đoạn phim hay, vì lúc đó các phe phái sẽ cân tài, cân sức. Quý vị các bạn vừa theo dõi bản tin ngộp thở vì bị phe Hưng Yên bức hại, tướng Tỏ cầu viện. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của thoibao.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, thoibao.de